sắp xe như thế này. Ngày về ai cũng có thể đi chưa? Đi đâu anh? Để cái xe đi chưa? Đi chứ. Vậy cũng y phim nữa hả? Trời ơi, chắc diện sâu lắm nè. Chứ gì nữa? Sớm gì mà sớm. Đó, sáng nào cũng phải đẩy chiếc xe như thế này, đẩy hàng giải các bạn. Rồi sau đó thì lấy nước uống nè các bạn. Đẩy nước này là phải bỏ vào buổi sáng á. Đó, đẩy nguyên xe về là sáng phải lãnh xe giải như thế này các bạn. Rồi bắt đầu mới lên xe kia, chất lên xe, rồi bắt đầu mới đi làm ha. Rất là mệt. Đây, nguyên một xe nè. Thì một xe như thế này á, nó sẽ có cái khăn. Các loại khăn để mình thay trong nhà tắm các bạn. Rồi các loại ra để mình thay giường. Đó, rồi áo tròn ha. Rồi nước uống. Rồi bây giờ mình sẽ xếp xe nha các bạn. Tức là sau khi mình lấy cái hàng vải này, tức là những cái khăn mới rồi các bạn, từ nhà giặt á, cái khăn chân khăn tay, rồi những cái vải để mình thay ra giường rồi các bạn. Đó, mình sẽ lấy một cái xe này, rồi mình sẽ xếp qua cái xe này. Tại cái xe này mình sẽ đẩy đi làm các bạn, tức đẩy đi từng phòng để làm á. Đó, thì trên xe này nó có những gì, đó là nó sẽ có đầy đủ những thứ mà mình muốn thêm vô, ý là mình thay mới trong cái phòng. Ví dụ cái phòng người ta xài cái gì rồi thì mình sẽ đặt vô cái đó cho nó đủ á. Đó, đây là nước nè, nước uống, rồi cây lau nhà, rồi giấy vệ sinh, cái bao rác nè, đó. Rồi gì để ta, giấy bóp bi, cà phê gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ, rồi ở đây là cái đây sẽ có cái bao rác, còn bên đây là cái bao này để đựng cái đồ dơ các bạn, tức là những cái khăn đồ dơ khi mình thay ra, mình lấy cái khăn dơ ra đó, mình đặt cái khăn mới vô đó. Rồi mình sẽ để bên này. Rồi còn cái này là cái bao laundry đó. Laundry tức là bao laundry là cái bill này ha, hai cái này nó sẽ đi chung, tức là mình sẽ đặt cái này trong cái phòng khách sạn, rồi để cho khách ở khách sạn nó sẽ có cái dịch vụ mà giặt đồ các bạn. Giặt đồ như khách có đồ dơ rồi người ta muốn giặt đồ á, thì người ta sẽ bỏ đồ dơ cho cái bao này, rồi người ta sẽ ký cái bill này, đặt cái bill này vô cái trong này, thì nhà giặt sẽ người ta đi lấy để người ta giặt. Trong cái bill đó thì người ta sẽ ghi là tên phòng, tên khách hàng, rồi ngày tháng gì đó. Người ta giặt xong người ta sẽ trả ngược lại cái phòng đó ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xếp xe nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái này là những cái mà mình đặt ở trong khách sạn ha. Đây là cái xà bông gội đầu, xà bông tắm, xà bông rửa tay ha. Đây là cái đánh giày các bạn, cái bộ đánh giày. Một cái này là bàn chải đánh răng, dao cạo râu, luộc, chụp tóc cho phụ nữ á, tức là khi mà mình tắm á, tóc dài á, mình chụp lên để khỏi ướt á. Rồi cái tăm bông. Rồi cái này là túi vệ sinh, tức là những cái chị em mà mình có xài cái băng vệ sinh á, xong mình thay ra mình bỏ vô trong đây cho nó lịch sự, rồi mình bỏ vô thùng rác á. Rồi cái này là dũa móng tay.
Đây thì có cái trà, hai gói trà, một cái trà sữa matcha, một cà phê ha. Đó, đây là để mình đặt vô các bạn, đặt vô phòng á.